Chiều qua tại Đại học Đồng Nai, Hội Văn học Nghệ thuật Đồng Nai đã tổ chức biểu diễn vở diễn sân khấu đề tài lịch sử chiến tranh cách mạng Thành Thăng Long thuở ấy. Thành Thăng Long thuở ấy, tác giả Chu Thơm, đạo diễn, nghệ sĩ nhân dân Giang Mạnh Hà thực hiện, được lấy dấu mốc thời điểm chuyển giao quyền lực giữa nhà Lý và nhà Trần. Kịch bản xoáy sâu vào thân phận những người phụ nữ trong thời kỳ phong kiến xưa. Tuy là vở diễn đề tài lịch sử, song vở diễn được dựng mới, không bị rơi vào lối mòn của những bản dựng trước, thể hiện được sự sáng tạo, độc đáo của đạo diễn và tài năng diễn xuất của các nghệ sĩ. Đặc biệt đạo diễn đã kết hợp giữa yếu tố hiện đại trong âm nhạc khi đưa cả rap vào nhân vật kể chuyện cùng những bản tình ca sâu lắng, nâng đỡ cảm xúc người xem. Những nét đặc sắc trên đã góp phần giúp vở diễn mang không khí tươi mới, hấp dẫn hơn với khán giả, nhất là khán giả trẻ.